It's always a good time for Snuff Polka. Cường Cun, những tình huống phối hợp nhỏ của thủ Mobi. Dứt điểm luôn. Và đó là pha ra chân đến từ cái chân trái của Lâm Tô Z. Giang Nguyên Công. Một tình huống dâng cao của Cường Cun và căng ngang vào trong vòng cấm. Giang Nguyên Công. Lâm Tô Z. Qua người rất khéo gọi. Và bàn thắng đã đến với các cầu thủ Mobi. Sau một tình huống xoay sở khác, trước đó chúng ta cũng có thể thấy Giang Huy Công đã đưa một tình huống bóng xuống dành cho Lâm Tô Z. Và Lâm Tô Z đã có một pha qua người cũng thực sự là rất đẹp mắt. Và một tình huống căng ngang vào trong và dứt điểm đến từ đôi chân của Dương Hiếp. Rất hay, và đó là một pha. Giang Huy Công rất khéo. Giang Huy Công rất đẹp mắt. Pha được xử lý tuyệt vời của Giang Huy Công. Và đi bóng vào trong và dứt điểm bằng chân trái của Giang Huy Công. Làm tình huống xử lý bằng chân trái rất hay. Thủ thành Duy Tiến đã không có cơ hội. Chúng theo quan sát đối mặt 2-0. Pha sửa bóng rất đẹp của Tuyên Trầm. Thêm lần nữa thì Long Torres đã vượt qua được Nguyên Tây và Việt Lùn. Dứt điểm trung cột dọc. Đó là Cương Trắng và Mạnh Đồng. Tuyên Trâm, Tuyên Trâm, Tuyên Hai, không vào. Pha bắn chim của Giang Nguyên Công. Xếp cuối bảng đấu tử thần này đó là công ô DTS. Long Torres và kèo bóng rất hay, dứt điểm 1-0. Và kèo bóng tuyệt vời của Long Torres. Đây không phải là lần đầu tiên mà Long Torres có những quả bóng như vậy. Long Torres đang chơi rất hay. Và kèo bóng rất hay của Giang Nguyên Công. 2-1. Và dứt điểm luôn chứ không phải là căng ngang. Căng ngang. Long Torres 2-0. Pha dứt điểm bằng chân phải của Long Torres. Long Torres chơi quá tốt trong trận đấu này. Chơi quá tốt tại giải đấu này. Số 23 Kim Belo, số 25 Tulia và thủ môn số 45 Phùng Văn Tuân. Nhìn vào đội hình này thì có thể thấy đó là các cầu thủ Thăng Long TG ra quân với những cầu thủ rất dày dặn kinh nghiệm và cùng với đó những ngoại binh rất trẻ đến từ các cầu thủ TG ngày hôm nay sẽ là những thử thách dành cho các cầu thủ bên phía Mobi. Đội hình ra quân của Mobi sẽ gồm có Giang Nguyên Công số 4. Với những bạn theo dõi bóng đá phong trào thì cũng không còn lạ gì các cầu thủ như là Tulia hay Kim Belo. Thời gian gần đây thì chúng ta thấy rất nhiều những cầu thủ da màu ngoại quốc đã đến với bóng đá Việt Nam và chơi trên các sân phủi. Đây cũng là những điều sắc màu khá thú vị. Thành Đông có thể nói Mobi là một trong những đội bóng có được lực lượng rất đông đảo và cùng với đó họ cũng được tổ chức rất chuyên nghiệp. Từ quần áo cho đến phong cách khởi động rồi tập luyện, có thể nói Mobi luôn luôn duy trì được hình ảnh rất đẹp. Giang Nguyên Công. Xin chào Thạch Thăng. Và xin chào rất đông anh em. Có thể nói là bây giờ thì vẫn đang có rất nhiều các bạn sắp đạt mốc 3.000 người xem rồi. Hòa Tĩnh. Tiếp tục là Tú Hòa Tĩnh. Tâm Ca Ca không được. Một pha dứt điểm của Tâm để nó mua rồi chỉ có bạn nữ mới chữa được. Dứt điểm chính xác và tỷ số được mở dành cho các cầu thủ bên phía Mobi. Long Torres với một cú cứa bóng vào sẽ có một quả. Dứt điểm 2-0. Lần này là Tâm Ca Ca, lại là một bóng cố định và lại là sai lầm đến từ hàng phòng ngự của các cầu thủ TG. Tỷ số là 3-0. Một chiến thắng gần như đang được cầu thủ bên phía Mobi đảm bảo cái chắc chắn. Hòa Tĩnh không được. Và chuyển biến hơi khó để cho Mạnh Nát. Rất nhanh. Mạnh Nát chính xác. Đây sẽ là một tình huống chúng ta sẽ còn phải được xem lại rất nhiều. Một pha băng lên rất hay của Mạnh Nát. Rồi Muller rất đẹp mắt và tỷ số là 5-0. Một pha xoay người rất đơn giản của Sơn Muller để loại bỏ thủ đối phương với một pha dứt điểm bằng chân phải và tỷ số đã được nâng lên là 5-0. Một cầu thủ thuận chân trái, những pha bóng rất đúng bài, không vào.
vẫn không vào. Lại là Long Torres, 1-0. Vâng, vẫn là bài đánh tưởng như rất dễ dàng và ai cũng biết. Long Torres từ bên phía xa chạy vào, chạy phía gần và đệm một chạm. Pha đệm bóng chính xác và có rất đông các cầu thủ đứng trước khung thành, khiến cho hàng phòng ngự của đội bóng Thành Đồng hoàn toàn bị bất ngờ. Bàn thắng từ rất sớm cho cầu thủ Ngô Bỉ. Những pha chạy chỗ rất chiến thuật của Sơn Muller. Dứt điểm, không vào. Pha đá phạt rất nhanh của Giang Nguyên Công. Còn người dứt điểm vừa rồi là Tú Hà Tĩnh, cầu thủ duy nhất của đội hình Ngô Bỉ có khả năng sút rất tốt bằng cả hai chân, sẽ thực hiện quả đá biên từ bên phía cánh trái. Pha dứt điểm rất căng. Trong tình huống rồi thì có lẽ là Long Torres hơi bị giật mình. Thì những phút vừa qua có vẻ như Sambosi đang chơi vào giữa hàng phòng ngự. Tuyên Trầm qua người, dứt điểm, không vào. Giáng Huy Công, không được. Đó cũng là pha bóng cuối cùng của hiệp một trận đấu này. Người dứt điểm là Long Torres. Trông anh khá giống trọng tài. Sơn Muller, không được, không vào. Hà Bèo sẽ chơi vị trí hậu vệ bên trái, không vào. Người cứu thua Thành Đồng lại là Lâm Ba Lô. Chúng ta cùng xem lại pha sút bóng như sét đánh của Tú Hà Tĩnh. Nếu như có cuộc bầu chọn thủ môn, pha dứt điểm rất căng của Long Torres. Những pha bóng rất đơn giản của tiền đạo người làng Phú Đô. Không vào, vẫn không vào, không được. Ba pha dứt điểm liên tiếp hợp lý và chắc chắn. Và tung móc là của Mạnh Ngát. Bóng Torres rất khó chịu. Mạnh Ngát, không vào. Mobi đã đoạt cúp vô địch của giải FA Cup 2019 với tư cách là khách mời, với tư cách là tân binh. Họ đã vô địch ở một giải đấu mà họ không thua một trận đấu nào. Xin chúc mừng Ngô Bỉ và sau đây chúng ta sẽ đến với lễ bế mạc của giải đấu năm nay.
like và share Nhịp Đập iFootball và iFootball TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.